Chào mừng bạn đến với kênh nghe truyện của Hảo Hảo Podcast. Mời bạn nghe truyện Cẩm Tú Kỳ Bao. Tác giả: Chu Nghiệp Á. Quyển 2, chương 4: Bí mật cốt tử của nhà họ Hà. Lời kể của lão phu nhân rất tường tận và cũng rất nhanh lịch sử của nhà họ hà nếu tính ra thì phải bắt đầu từ thời dân quốc khi đó nhà họ hà là một danh gia vọng tộc ở đất thượng hải phạm vi kinh doanh rất rộng từ thuyền bè ngân hàng đến khách sạn gần như ngành nghề nào cũng có người của nhà họ hà tham gia mà ngành nghề nào cũng đều làm ăn phát đạt gọi là nhà cao cửa rộng tiền lắm bạc nhiều nhưng con người thì cũng có đủ kiểu khác nhau vào đúng thời điểm nhà họ hà hưng thịnh nhất thì giữa anh em huynh đệ nảy sinh tranh chấp nghi ngờ lẫn nhau cuối cùng vì không thể hóa giải được mà đành chia tách khi đó nhà họ hà có bốn anh chị em người chị lớn vì không muốn bị cuốn vào cuộc tranh chấp ngấm ngầm giữa ba người em trai nên nhân khi cha mẹ còn khỏe đã theo chồng chuyển ra ngoài sống phu thê hai người bọn họ đều rất thông minh dùng khoản tiền được cha mẹ chia cho để gây dựng sự nghiệp riêng tuy không lớn nhưng làm ăn hết sức suôn sẻ sau khi cha mẹ họ qua đời ba anh em trai dù đã được phân chia tài sản nhưng cuộc chiến giữa bọn họ còn trở nên gay gắt hơn để cạnh tranh với nhau thì không từ một thủ đoạn nào cạn tàu ráo máng hoàn toàn không còn một chút tình nghĩa anh em long hổ đánh nhau cả hai cùng thiệt vì cuộc chiến đó mà việc làm ăn của cả ba gia đình dần dần sa sút còn tên tuổi nhà họ Hà cũng vì thế mà bị ảnh hưởng ít nhiều. Các đối thủ cạnh tranh nhân cơ hội đó trỗi dậy, dần dần khiến cả ba anh em cùng phá sản. Vì không chấp nhận nổi kết cục đó, cả ba anh em cùng tự sát trong một đêm. Cô nhi quả phụ của họ bơ vơ không nơi nương tựa người chị lớn thấy tình cảnh đó không nhẫn tâm bèn đón vợ con của ba đứa em mình về nuôi mấy năm trôi qua việc làm ăn của người chị cả không ngừng lớn mạnh người ăn kẻ ở trong nhà cũng dần đông đúc lên họ bèn mua mảnh đất hiện giờ nhà họ hà đang sống xây dựng tòa nhà này song khi đó vẫn chưa gọi là biệt thự nhà họ hà trong ngày lễ khánh thành nhà mới đông vui náo nhiệt chỉ có duy nhất một người âu sầu buồn bã đó là vợ quá của người em út người này vì mắc chứng vô sinh nên không có con cái chứng kiến người chị cả có được sản nghiệp thịnh vượng như vậy lại nghĩ đến chồng mình chết thảm nên trong lòng đau khổ vô cùng cô ta không nghĩ đến những sai trái của chồng mình mà chỉ biết đổ lỗi cho người khác ban đầu thì chỉ căm ghét hai người chị dâu và lũ cháu dần dần còn chuyển sang thù hận cả người chị chồng đã giúp đỡ mình lúc khốn cùng thấy người chị chồng coi trọng hai đứa cháu lại nghĩ đến phận mình không có con để cậy nhờ từ trầm uất thành ra đố kỵ đúng hôm chuyển sang nhà mới cô ta nhảy từ tầng ba xuống đất tự tử trong tay còn cầm chặt một lá bùa trên viết những lời nguyền độc địa nam nhân chết yểu nữ nhân cô quả khi ấy người chị cả có hai trai một gái, đứa con trai lớn đã thành gia thất, sinh được một con trai, chính bởi vậy nên bà cũng không quan tâm lắm đến lời nguyền rủa độc ác của em dâu, thậm chí còn niệm tình em trai mình mà lo chôn cất ma chay tử tế. Ai ngờ nửa năm sau, người con trai lớn cùng cháu đích tôn bị bệnh đột tử trong một chuyến đi xa. Còn chưa kịp lo hậu sự, thì người con trai thứ cũng gặp tai nạn chết. Những cái chết bất thường xảy ra liên tiếp khiến cho Hà Phu nhân bắt đầu thấy lo sợ, bèn mời một đạo sĩ đến làm phép. Cùng thời điểm đó, người con gái Út cũng mắc một căn bệnh kỳ lạ, chạy chữa cả đông tây y mà cũng không thuyên giảm, vì đạo sĩ nói tà khí quá lớn, không còn áp chế nổi. Hai vợ chồng khi đó tuổi cũng đã cao, sợ rồi con gái Út của mình cũng sẽ không thoát nổi số mệnh đó nên tính chuyện cho con gái đổi sang họ hà hy vọng người em dâu vì niệm tình họ hàng nhà chồng mình thì sẽ bỏ qua cho cháu gái nói ra thì cũng thật lạ lùng sau khi đổi họ bệnh tình của cô con gái tự nhiên khỏi sau khi vợ chồng người chị cả qua đời toàn bộ gia sản được truyền lại cho cô con gái trước khi chết người chị cả cũng dặn con phải cho con cháu đời đời mang họ mẹ vài năm đầu thì mọi chuyện diễn ra êm đẹp chỉ có điều người con gái này quá chồng từ khi còn khá trẻ đến tuổi trung niên thì mất con trai chỉ còn lại một người con gái mọi chuyện xảy ra ứng với lời nguyền và lời đồn đại nhà họ hà đời đợi không có đàn ông cũng bắt đầu lan truyền từ đó hai đời nối tiếp sau cũng vậy không thoát nổi bà ơi chuyện đó liên quan tới lời đồn phụ nữ nhà họ hà có số xác chồng đúng không vậy vì sao mà nhà chúng ta không chuyển đi chỗ khác lão phu nhân đưa mắt nhìn lâm hàng sau đó nhìn ra bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ thở dài một tiếng làm gì có chuyện nhà họ hà khi đó không nghĩ tới việc chuyển đi chỉ có điều vị đạo sĩ kia từng nói lời nguyền của cô em dâu kia nhằm vào gia đình người chị cả chứ không phải là mảnh đất này chuyển được nhà chứ có thể chuyển được huyết mạch hay sao thực ra lâm hàng không tin một chút nào về lợi đồn đó cô vốn luôn nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là trò mê tín trong xã hội phong kiến cũ mà thôi đề tài này xưa nay vốn không hề hiếm cô đột nhiên thấy hối hận vì hôm đó đã chấp nhận yêu cầu của lão phu nhân một cách dễ dàng trong lòng thấp thỏm không biết bà sẽ đưa ra yêu cầu gì cho mình chuyện này chắc là lỗ to rồi. lão phu nhân thấy lâm hàng không nói không rằng cũng đã đoán ra được cô đang nghĩ gì trong bụng, bèn cười khe khẽ. lâm hàng, cháu sẽ không nuốt lời đấy chứ? sao thế được ạ? À? cháu đã nhận lời với bà rồi mà. lâm hàng biểu biểu môi, bên ngoài thì làm ra vẻ không coi chuyện đó là gì, song trong bụng thực chất đang xem làm thế nào để thoát thân bà đã chấp nhận sẽ kể cho cháu toàn bộ câu chuyện vậy thì cũng nên kể tiếp cho cháu nghe vì sao trên căn phòng gác mái đó lại có dơi nhỉ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của lão phu nhân lâm hàng đột nhiên cảm thấy tất cả mọi chuyện không hề đơn giản như mình nghĩ mọi bí mật nằm ở cả đoạn sau này thế nên trong lòng chợt có một dự cảm không lành một nỗi sợ hãi không gọi được thành tên xuất hiện Đúng lúc ấy gió thổi tắm rèm bay tung lên, một giọng nói nhàn nhạt vang lên ở phía sau, như hình với bóng. Giọng nói dù nhẹ và nông, nhưng lại rõ nét như nói sát bên tai, Lâm Hàn chỉ cảm thấy một hơi lạnh chạy dọc sau gáy, hoảng hốt nhìn khắp chung quanh, sợ hãi hỏi, cái gì mà như hình với bóng? Tiểu Hàn, cháu làm sao thế? Lão phu nhân giật thót người vì bộ dạng hoảng hốt của Lâm Hàng, vội vàng vỗ vỗ vào vai cô hỏi, làm sao vậy? Lâm Hàng đứng dậy đi quanh ghế salon một vòng, ngoài tấm rèm cửa đang khẽ bay lên thì hoàn toàn không có gì khác thường, thầm nghĩ chắc là mình đã nghe nhầm. Cô sợ bộ dạng hồn siêu phách lạc của mình sẽ làm cho lão phu nhân sợ, nên vội vàng xua xua tay rồi nói lấp liếm đi. Tiết trời đầu xuân ngồi lâu vẫn thấy lạnh lạnh, bà có thấy lạnh không? Vậy cháu ra đóng cửa sổ vào, hôm nay trời âm u vậy, chắc là cũng sắp mưa rồi, bảo tiểu địch mang cho mẹ cháu cái ô. Nói xong bà bưng ly trà lên khẽ nhấp một ngụm cho nhuận giọng, chúng ta nói chuyện tiếp nào. Thời gian cứ vậy trôi đi đã đến đời thứ ba, cũng chính là thế hệ của lão phu nhân. Hai đời trước hệ sinh được đứa con trai nào đều chết trước 20 tuổi còn con gái thì chưa đến 30 đã trở thành quả phụ. Bố của lão phu nhân lại khác, qua 40 tuổi mà vẫn còn khỏe mạnh, còn một người anh trai của lão phu nhân cũng sống bình yên. Khi lão phu nhân ra đời, thầy bói gieo quẻ nói rằng mệnh của bà không thể có anh chị em, nên bố mẹ bèn gửi bà ra nước ngoài sống. Đi một chặp mười mấy năm, cho đến khi anh trai qua đời anh trai bà để lại một người vợ đang mang thai sinh con được mấy ngày thì cũng chết bố của lão phu nhân khi đó được xem là người đàn ông sống lâu nhất của nhà họ hà kể từ sau khi có lời nguyền sau khi anh trai chết gánh nặng thừa kế sản nghiệp đương nhiên được đặt lên vai bà sau này người cha tính đến chuyện gả chồng cho con gái thời điểm đó câu chuyện của nhà họ hà đã được lan truyền khắp giới thương gia làm gì có con cái nhà giàu có nào dám lấy con gái nhà họ hạ kia chứ? Bố bà đồng thời cũng nghĩ con trai những nhà như vậy cũng không thể nào gánh vác nổi sản nghiệp lớn của nhà họ hà, thế nên đã tìm được cho bà người con trai của một gia đình nghèo túng ở nông thôn nhưng thông minh hiếu học, nhân cách tốt, tên là Tống Tử Minh. Việc này được mọi người trong nhà đều đồng ý. Sau đám cưới, người bố giao lại vị trí chủ tịch hội đồng quản trị cho bà tống tử minh dù là tổng giám đốc trên danh nghĩa nhưng quyền quyết định tất cả mọi việc đều nằm trong tay vợ cuộc sống gia đình trôi đi khá là hòa thuận song từ sau khi em trai của tống tử minh là tống tử kiệt đến sống cùng thì bắt đầu có sự đổi thay tống tử kiệt từ quê ra nương nhờ anh trai thời gian đầu thì thành thực biết thân biết phận nhưng sau một thời gian bắt đầu nảy sinh thói tham lam ngấm ngầm bày mưu tính kế lôi kéo anh trai mình cùng tìm cách thôn tính sản nghiệp của nhà họ hà khi đó người cha đang nằm trên giường bệnh mọi việc đều dồn hết vào tay bà làm sao có thể nhận ra sự thay đổi của chồng và em chồng nữa cũng may là đến cuối cùng tống tử minh vẫn còn chút lương tâm cảm thấy có lỗi với vợ mình nên viết lại một bức thư rồi định bỏ đi không ngờ khi còn chưa đi được thì Tống Tử Kiệt phát hiện ra, hai anh em cãi nhau rồi chuyển thành đánh lộn, cả hai cùng trượt chân ngã từ tầng ba xuống, chết ngay tại chỗ. Năm đó lão phu nhân mới 25 tuổi, có duy nhất một cô con gái là Hà Tố Lan. Hồi đầu gian phòng gác mái đó vẫn chưa bị đóng kín lại, một đêm rơi ở đâu bay về đậu kín trên trần nhà lão phu nhân sai mấy giai nhân lên đuổi ba người đàn ông lực lưỡng cũng bị dơi cắn tơi bời khắp người chi chít những vết thương bé xíu người nhà đi mua thuốc ngừa viêm về bôi vết thương không những không lành lại mà dần dần còn loét ra đưa đến bệnh viện chữa cả tháng trời cũng không thấy đỡ khi mọi người bắt đầu tuyệt vọng chợt có người nhớ ra là khi trước có nghe tống tử minh nói là ở quê ông dơi nhiều còn nhà họ Tống thì có một loại rượu thuốc đặc trị các vết thương do dơi cắn, thế là lão phu nhân bèn vào phòng chồng tìm kiếm. Quả nhiên trong đó có một lọ thuốc, đem bôi lên vết thương dơi cắn chỉ sau một đêm đã thấy khá hơn. Chưa tới ba ngày các vết thương của ba người làm đã gần như khỏi hẳn, ngay cả sẹo cũng không để lại. Còn những con dơi trên phòng gác mái, dù đã dùng đến đủ mọi cách như quét sơn đen, phun thuốc trừ sâu đốt lửa lần nào cũng vết sạch không còn một con nhưng chưa tới ba ngày sau chúng đã lại bâu kín trận nhà có người nói đó là do tống tử kiệt kết quán cũng có người nói mảnh đất của nhà họ hà không tốt những lời đồn đại xì xào khiến cả nhà luôn trong tâm trạng sợ hạ dứt khoát đóng kín căn phòng đó lại hồi còn ở nước ngoài lão phu nhân từng được học vũ đạo Thế nên khi tình cảm vợ chồng vẫn còn nồng thắm, Tống Tử Minh đã tự thiết kế cho vợ gian phòng tập múa sát vách thư phòng. Chồng ngồi bên này đọc sách, vợ khiêu vũ ở bên kia, thậm chí họ còn cho mở một lối nhỏ thông giữa hai phòng để khi nhàn hạ, Tống Tử Minh đọc sách mệt mỏi, mở cánh cửa gỗ nhỏ ấy ra là có thể nhìn thấy vợ. Sau này thư phòng bị khóa niêm phong, lão phu nhân sợ thấy cảnh nhớ người nên cũng niêm phong nốt phòng khiêu vũ lại chính là hiện trạng mà cháu đã thấy hiện giờ phải không lão phu nhân gật gật đầu ừ được rồi ta đã nói cho cháu nghe tất cả mọi chuyện đợi khi nào mẹ nuôi cháu quay lại ta sẽ công bố điều kiện của ta nói xong bà khẽ mỉm cười trên khuôn mặt là một vẻ thanh thản như vừa gỡ được một gánh nặng trong lòng À, Lâm Hàn sững người, cái cảm giác sẽ mất mát thứ gì đó lại trào lên. Trong bữa tối, bà Tố Lan liên tục gấp đồ ăn cho Lâm Hàn, dặn dò cô phải ăn nhiều một chút để cho mau khỏe lại. Nhìn qua là thấy ngay hai mẹ con lão phu nhân đang trong tâm trạng rất tốt, song trong lòng Lâm Hàn lại thấp thỏm không yên như đang bị mèo vờn, muốn biết sớm điều kiện của lão phu nhân, lại cũng hy vọng sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết nếu như lão phu nhân sẽ quên luôn chuyện trao đổi đó thì tốt quá vì cứ thấp thỏm không yên nên suốt bữa cơm cũng không thấy ngon lành gì phải khó khăn lắm mới đợi được bữa ăn kết thúc lâm hàng đang định quay về phòng mình thì nghe thấy lão phu nhân lên tiếng tiểu hàng bây giờ mẹ nuôi cháu cũng đang ở đây ta nên công bố điều kiện cho cháu rồi lâm hàng biết điều gì phải đến thì rồi cũng đến có muốn trốn tránh cũng không tránh được. Khi đó nghe thấy lão phu nhân nói vậy, hòn đá tảng vốn đè nặng trong lòng cũng được dỡ xuống, dù cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng vẫn hơi thấp thỏm, tim đập thình thịch như có con thú nhỏ đang chạy loạn lên trong lòng ngực. Cô cắn môi nhìn hai mẹ con họ, trịnh trọng gật đầu. Sau này chắc cháu sẽ bận rộn hơn rồi, không thể chỉ chú tâm đến việc mình thích như hiện giờ được nữa, bởi vì Lão phu nhân thu ánh mắt đang nhìn thẳng vào lâm hàng lại rồi nhìn bà Tố Lan, khi đó đang ngồi ngay bên cạnh, đầy triều mến. Thấy con gái thiết tha nhìn lại, lão phu nhân thở dài một tiếng rồi nói ra một quyết định khiến cho người ta sốc nặng, bởi vì cháu sẽ trở thành người thừa kế của nhà họ Hà, thành chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ tiếp theo. Thông báo này đúng là nằm ngoài tưởng tượng của Lâm Hàng, cô ngạc nhiên tới mức cứ đứng sững nguyên tại chỗ vừa thấy mù mịt vừa lo sợ mẹ con lão phu nhân đối đãi với cô rất tốt thế nhưng lại có thể tốt tới mức giao cả sản nghiệp nhà họ hà vào tay cô được hay sao cô gần như không thể tiếp tục tư duy được nữa trong tâm trí khi đó chỉ còn ba tiếng cứ vang lên liên tục vì sao vậy ba từ đó cứ quanh đi quẩn lại đến cả nghìn lần trong đầu lấp đầy cả trí não của cô đầy tới nỗi sắp sửa tràn cả ra ngoài mãi lâu sau lâm hàng mới có thể hé miệng để nói bật ra nghe giọng nhẹ tới mức gần như không có cháu biết đấy con gái của mẹ nuôi cháu cũng là cháu ngoại của ta thanh lâm vốn là người thừa kế sản nghiệp này nhưng sau khi nó gặp nạn qua đời ba năm trước nhà họ hà vẫn chưa có người nào thừa kế Ta cũng đã già rồi, mẹ nuôi cháu cơ bản không có khả năng và cả sức khỏe để gánh vác công ty, một sản nghiệp lớn như vậy mà vẫn luôn không biết trao lại cho ai. Con gái của bà Tố Lan là Hà Thanh Lâm, ba năm trước bị người ta giết hại, nguyên nhân không rõ lắm, điều này thì hồi cô mới đến nhà họ Hà đã được nghe kể rồi. Xem chừng bọn họ đã giữ mưu từ trước, chỉ chờ cơ hội để ngửa bài ra với mình thôi song cô vẫn không thể nào hiểu được vì sao lại là cô suy cho cùng thì trước đây nhà họ hà đâu có dây mơ rễ má gì với nhà họ lâm chắc chắn cháu đang nghĩ vì sao lại là cháu đúng không lão phu nhân cứ như có khả năng nhìn thấu mọi suy nghĩ vậy lập tức đoán ra được lâm hàng nghĩ điều gì chuyện này thì cũng không kỳ lạ lắm lão phu nhân vốn là một người phụ nữ con nhà nòi dọc ngang bao nhiêu năm trong giới kinh doanh trải qua vô số những cuộc đổi thay còn loại người nào mà bà chưa từng gặp đâu đột nhiên lâm hàng cảm thấy việc này giống hệt như một âm mưu còn kẻ đã vạch ra âm mưu đó chính là bố mẹ cô và hai mẹ con nhà họ hà song có điều đây cũng chẳng phải là một việc gì không tốt chỉ sau một đêm cô đã có trong tay hàng tỷ bạc Cả đời cô có nằm mơ cũng không có được nhiều tiền như vậy, đáng lẽ cô phải cảm thấy vui mới phải. Nhưng vì sao nhỉ, vì sao mà không những không cảm thấy vui mừng, cô lại còn thấy một sự lạnh buốt trào lên từ đáy tim. Thấy lão phu nhân hỏi vậy, Lâm Hàn Lơ Mơ gật đầu. "Phải, cô cần một câu trả lời, cần được giải thích nguyên do của việc này." Chúng ta nếu muốn tìm một người thừa kế thực ra rất đơn giản, đến cô nhi viện hay những nhà họ hàng của họ hà đều không khó để chọn được một người. Tuy nhiên bọn chúng đều không thích hợp bằng cháu. Cháu thông minh, lòng dạ ngay thẳng, chúng ta sẽ không cần phải lo lắng rằng khi đã có được sản nghiệp của nhà họ hà rồi thì cháu sẽ bỏ mặt mẹ con ta. Hơn nữa, lão phu nhân nheo mắt lại nhìn khuôn mặt trắng toát của lâm hàng với vẻ hơi hưởng thụ là vì bố mẹ cháu cơ bản không yêu thương cháu lão phu nhân nói rằng từng chữ câu nói ấy đánh trúng tâm sự ấm ức bấy lâu nay khiến người lâm hàng run bắn lên từ trước đến nay cô vẫn biết cha mẹ không yêu mình nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng có một người nào nói thẳng ra như vậy trước mặt cô bí mật giấu kín bao nhiêu năm qua trong lòng bỗng nhiên bị lão phu nhân vạch trần ra như vậy quá khiến lâm hàng khó lòng chấp nhận nổi thấy dáng vẻ tuyệt vọng của lâm hàng bà tố lan xót xa vô cùng mẹ con đừng nói chen vào mẹ muốn con bé tỉnh táo để mà biết rằng chỉ có nhà họ hà mới có thể mang đến tình yêu cho nó còn cha mẹ nó không những không yêu thương nó mà thậm chí còn căm giận giận con bé đã khác chết đứa con trai lớn của họ lại còn hại đứa nhỏ có nhà mà không thể quay về bà nói láo lâm hàng bật khóc lắc đầu phản bác lão phu nhân rồi chạy thẳng lên lầu lời nói của lão phu nhân làm lâm hàng nhớ lại ngày mình còn bé những đứa trẻ trong thôn thường xuyên nói xấu sau lưng bảo cô là sao chổi khác chết anh trai mình xem chừng nhà họ hà hiểu rất rõ về quá khứ của cô lẽ nào bố mẹ cô đã bán cô cho họ mà không hề tiếc nuối thậm chí cả quá khứ cũng mang bán hết cho nhà họ hà dù rằng cô có thể không so đo tới chuyện họ chẳng yêu thương gì mình nhưng cô không thể không quan tâm khi bị đối xử như vậy giờ đây cô thấy hận tất cả mọi người tất cả những người đã đang tâm vứt bỏ cô quay về phòng riêng của mình lâm hàng cảm thấy mỗi lúc một đau lòng hơn nằm vật ra giường khóc hu hu dường như muốn trút hết tất cả những nỗi ấm ức kìm nén suốt hai mươi mấy năm qua ra vậy khóc lóc một lúc mệt nhoài lâm hàng ngủ thiếp đi trong giấc mơ khuôn mặt của bố mẹ và hai mẹ con lão phu nhân lần lượt xuất hiện bất kể lâm hàng có trốn thế nào cũng không sao trốn được cô ra sức chạy chạy đến mức toàn thân nóng bừng lên, giống như bị người ta vứt vào trong lò lửa vậy. Đang mơ mơ màng màng, Lâm Hàn chợt cảm thấy một luồng khí lạnh từ sau gáy truyền đến, cơ thể bỗng nhiên dễ chịu hơn nhiều. Đầu cô dần dần tỉnh táo, khi đang chuẩn bị mở mắt ra thì lại nghe thấy tiếng mẹ nuôi, mẹ, chúng ta làm vậy có phải là bức bách tiểu hàng hơi gấp quá không? Hay, đây là chuyện sớm muộn gì cũng đến, sản nghiệp nhà họ hà rồi cũng phải giao cho con bé mà thôi tính cách đứa bé này không ưa trói buộc nếu không dùng cách đó thì không biết phải mất bao lâu mới có thể giữ chân được nó hiện giờ ta chỉ lo nhất là nó thấy căm ghét ta thôi mẹ mẹ đừng nghĩ vậy chẳng qua là tiểu hàng không thể chấp nhận ngay hiện thực đó được thôi có lẽ là vậy Bà Tố Lan không nói gì nữa, dùng khăn bông lau sạch mồ hôi cho Lâm Hàn, sau đó kéo chăn lên cho cô rồi nhón chân đi ra cùng lão phu nhân. Sau khi nghe thấy tiếng cạch cửa, Lâm Hàn lập tức ngồi bật dậy, liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt ngay trên tủ đầu giường, kim giờ đã chỉ vào số 3. Cô cứ ngồi trên giường như vậy nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó cầm điện thoại lên bấm số gọi tới ba lần mà không thấy ai bắt máy dù vậy lâm hàng vẫn không chịu từ bỏ cố chấp gọi thêm một lần nữa lần này cuối cùng cũng đã có người nhận alo máy bên kia vang lên giọng nói uể oải của mẹ lâm hàng nghe thấy tiếng mẹ mình bàn tay cầm điện thoại của lâm hàng hơi run lên cô hít một hơi thật sâu rồi khẽ khàng nói mẹ là con đây Tiểu hang à. Muộn như vậy rồi, có chuyện gì thế? Khi biết là Lâm Hàng, giọng người mẹ đột nhiên lạnh nhạt đi mấy phần. Mẹ, con muốn hỏi mẹ, nguyên nhân bố mẹ không thích con có phải là vì cái chết của anh cả không? Bố mẹ hận con có phải không? Bố mẹ cũng giống như những người khác ở trong thôn, cho rằng chính con đã khắc chết anh cả đúng không? Lâm Hàn nói liền một mạch, hỏi tất cả những điều mình muốn nói vì cô quả thực không sao chịu đựng nổi cái ý nghĩ mình lại phải nghe sự thực được giấu kín hơn 20 năm đó từ miệng người ngoài. Hỏi xong cô không kìm nổi nữa, bật khóc nức nở. Con nghe ai nói vậy? Lời cáo buộc của con gái khiến bà Lâm hơi hoảng hốt, song hoàn toàn không có sự lo lắng và những lời giải thích như cô mong đợi. Như vậy là đúng phải không? Vậy thì vì sao bố mẹ không cho con đi khi sinh được em trai? Vì sao lại phải gửi em trai đến nhà dì bé? Sao đến tận bây giờ mới không cần con nữa, mới đưa con đến nhà họ hà? Tiểu Hàng, mẹ và bố con hơi mê tín một chút, nhưng con cũng vẫn là cốt nhục của mẹ, sao có thể mang con đi cho người khác được? cho em con đến sống ở nhà gì úc thì vẫn có thể gặp được nó kia mà Con nhà họ hà là một danh gia vọng tộc làm cha làm mẹ luôn mong con cái mình có được một nơi chốn tốt khi xin con về làm con nuôi họ cũng đã nói với bố mẹ sẽ không ép con thay tên đổi họ con sẽ được sống những ngày nhàn hạ không phải lo nghĩ gì như vậy cũng coi như là có được một nơi chốn tốt người làm mẹ cũng có thể yên tâm rồi Nghe mẹ mình nói như vậy, trong lòng Lâm Hàn cũng giận dịu lại, nói cho cùng thì bọn họ cũng không phải chưa từng nghĩ cho cô. Lâm Hàng nhớ hồi cô lên 5 tuổi thì anh trai bị chết đuối. Khi đó hai anh em chơi ở bờ sông, anh trai vừa 10 tuổi mới học bơi, vậy mà khi hai anh em rơi xuống nước, anh trai cô được cứu trước nhưng lại là người thiệt mạng. Chuyện này khi đem ra mổ xẻ thì đúng là kỳ quặc chả trách dân trong thôn đặt chuyện mê tín như vậy. Cũng vì sợ hãi nên cậu em trai nhỏ hơn cô 7 tuổi khi vừa chào đời đã được mang đến gửi ở nhà dì Út, theo họ của chồng dì. Thêm vào đó, bố mẹ còn cấm cô không được nhắc đến việc mình có một đứa em trai, nếu có gặp thì cũng chỉ được gọi em là em họ. Cho đến tận bây giờ cô mới dám đối mặt với tất cả những chuyện này, không còn nghi ngờ gì nữa tất cả đều là vì cô lâm hàng cầm điện thoại nghĩ ngợi hồi lâu lòng đã thầm đưa ra quyết định bèn nghẹn ngào nói với mẹ mẹ có phải là nếu như con vào nhà họ hà thì em trai con sẽ được quay về nhà chúng ta không phía bên kia bà lâm im lặng một lúc lâu cho tới khi lâm hàng tưởng rằng mẹ sẽ không trả lời mình thì giọng nói chắc chắn của bà lâm vang lên mẹ và bố con định như vậy dù rằng nhà họ hà không yêu cầu con phải mang họ hà nhưng bố và mẹ đã coi con như người nhà họ rồi nghe được kết quả đó lâm hàng phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc cô nói rít qua từng kẻ răng được vậy thì con sẽ nhận lời với họ bố mẹ hãy giữ gìn sức khỏe không chờ mẹ đáp lại lâm hàng đã đóng máy bọc một tiếng dập máy xong cô lại nằm ôm chăn khóc đến khi trời sáng. Sáng hôm sau, Lâm hàng nói với lão phu nhân và mẹ nuôi là mình đồng ý, chỉ đưa ra một yêu cầu là sẽ viết xong cuốn truyện cuối cùng rồi mới tiếp nhận công ty của nhà họ Hà. Cuốn truyện cuối cùng lấy cảm hứng từ chính những bí mật trong ngôi nhà cô đang ở, còn tựa đề thì cô đã nghĩ ra từ trước khi đặt bút viết chương đầu Thư Tuyệt Mệnh. Hết chương 4 Chuyện được chuyển âm bởi Hảo Hảo Cốt Cát, mời bạn nghe. Chương 5, Bình Biển Bắc Thôn và sự tái xuất của hoang dạ. Cuốn tiểu thuyết đó được viết rất nhanh, có lẽ vì nó là cuốn cuối cùng nên Lâm Hàn đã dồn hết vào đó tất cả sức lực của mình, không kể ngày đêm ngồi viết liên tục trên máy tính. Khi cô vừa cho nhà xuất bản xem qua nội dung, bọn họ đã ký hợp đồng xuất bản ngay. Cô quyết định thời hạn giao bản thảo là hai tháng tới. Việc làm tiền kỳ cho tác phẩm xuất bản cũng đã được phía bên kia chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ Lâm Hàng giao bản thảo là sẽ lập tức đưa qua kiểm định rồi cho in. Lần này Lâm Hàng đòi nhượng bút rất thấp, yêu cầu duy nhất là phải làm nhanh thế nên chỉ vỏn vẹn trong vòng 3 tháng, cuốn sách mới đã chính thức phát hành. Hôm Lâm Hàn nhận được sách mẫu là thứ năm, chính là ngày hôm nay. Lâm Hàng đóng gói hết những cuốn sẽ gửi tặng bạn bè, còn lại một cuốn đưa cho lão phu nhân, đồng thời thông báo với bọn họ là thứ hai tuần sau cô sẽ đến công ty. Lão phu nhân và mẹ nuôi nghe được thông báo đó, lập tức trạng rỡ mặt mày. Ba người ngồi trong phòng khách uống trà một lát, Lâm Hàn cảm thấy lòng buồn bực đến phát hoảng, không biết là do không xác định được công việc tương lai của mình sẽ là gì, hay do cảm giác mất đi công việc viết lách mà mình yêu thích. Thế nên cô đi thẳng lên lầu. Việc xuất bản cuốn "Thư tuyệt mệnh" đã khiến cho trang mạng bóng ma linh dạ vốn trầm lắng bấy lâu nay lại sôi động hẳn lên trong đó càng náo nhiệt thì lâm hàng càng không nỡ từ bỏ cô mở lần lượt từng thông điệp ra đọc ngay cả một dòng comment ngắn ngủi cũng không bỏ qua dường như muốn lưu giữ tất cả lại trong đáy lòng mình vậy bởi vì ngày mai sẽ không còn bóng ma linh dạ nữa rồi cô sẽ đóng trang chủ này lại có vậy từ giờ trở về sau cô mới có thể yên tâm để làm những công việc mới khi đọc đến cuối trang một một dòng chữ quen thuộc bỗng nhiên lọt vào tầm mắt lâm hàng hoang dạ tim cô đập dồn mấy nhịp không thể chờ đợi lâu hơn lập tức xem thông tin đăng nhập của cậu ta màn hình hiển thị hoang dạ đã đăng nhập từ nửa giờ trước có lẽ lúc này cậu ấy vẫn chưa đi lâm hàng nhấp chuột vào đó còn chưa kịp xem hoang dạ viết gì đã vội vàng gửi ngay một dòng tin hoang dạ cậu quay lại rồi à Đừng đi. Gửi tin nhắn xong, Lâm Hàng mới quay lại xem nội dung thông điệp của hoang dạ. Tiêu đề là Bình Nguyễn Bắc Thôn. Bình Nguyễn Bắc Thôn là địa danh mà cô đã trông thấy trong lá thư ở căn phòng gác mái. Cụ thể ở đâu thì cô không biết, nhưng đã sử dụng để đưa vào cuốn Thư Tuyệt Mệnh của mình, dùng nó làm nơi khởi nguồn câu chuyện. Cô vẫn luôn biết là có một địa danh như thế tồn tại nhưng chắc nó là một nơi rất nhỏ, rất nhỏ, không ngờ lại cũng có người biết nó, mà người đó sao lại có thể là hoang dạ chứ? Thông điệp của hoang dạ viết rất ngắn gọn, Linh dạ, cuốn sách này cậu viết về một câu chuyện có thật ư. Tôi nghĩ ít ra cũng phải có tới 40% là thật, vì căn cứ vào địa danh Bình Nguyễn Bắc Thôn thì thấy. Có muốn đi xem nó ở chỗ nào không? Bên dưới thông điệp có rất nhiều comment, có người tỏ ra hứng thú với đề nghị đó, có người nói hoang dạ chỉ nói vậy để lòe thiên hạ, đủ kiểu bình luận khác nhau. Tin nhắn của Lâm Hàng nhanh chóng được hoang dạ trả lời. Vậy là sau khi mất tích suốt hai năm trời, hoang dạ đã trở lại đúng vào đêm trước khi Lâm Hàn cáo biệt, đồng thời lặm lung lây quyết tâm chuẩn bị dứt bỏ hoàn toàn của cô. Hôm đó Lâm Hàng hoang dạ và tám thành viên có quan hệ tương đối mật thiết khác chuyện trò đến tận 3 giờ sáng. Mười người đồng thời đưa ra một lời hứa hẹn với nhau, hai ngày sau tụ tập ở Thượng Hải, cùng đi đến Bình Nguyễn Bắc Thôn với hoang dạ. Trừ hoang dạ ra thì trong số chín người còn lại, chỉ có mình Lâm Hàng thực sự tin là Bình Nguyễn Bắc Thôn tồn tại. Những người kia chẳng qua là thích đi chơi cho vui vẻ mà thôi. Ngày hôm sau, Lâm Hàng lấy chính cuốn sách đã được cho vào phong bì chuyển phát nhanh ra. Đây cũng chính là số sách cô định gửi tặng những người bạn cùng đến Bình Nguyễn Bắc Thôn này. Trước khi đi, cô nói với lão phu nhân và mẹ nuôi việc mình sẽ đi chơi đây đó một thời gian, vì vậy phải lùi thời hạn đến nhận việc tại công ty lại. Thấy Lâm Hàng sai hẹn, lão phu nhân ít nhiều cũng cảm thấy không vui, song cuối cùng cũng đành phải đồng ý, được rồi, cháu đi đi nhanh chóng về là được cả hai người bọn họ đều không hỏi xem lâm hàng định đi đâu tối hôm đó khi giúp lâm hàng sắp xếp hành lý bà tố lan cũng không hỏi xem cô đi đâu chỉ cởi miếng ngọc bội vẫn đeo trên cổ mình xuống rồi đeo vào cổ cô ở bên ngoài dù gì cũng không được như ở nhà con đã lớn như vậy rồi mẹ biết con làm việc gì cũng sẽ có cân nhắc miếng ngọc này mẹ đeo từ nhỏ, nó sẽ giúp tránh tà, giữ bình an. Miếng ngọc bà Tố Lan đưa cho Lâm Hàn rất đẹp, to bằng mắt mèo, màu xanh biếc, trong veo không gợn một chút tạp sắc nào, vừa nhìn qua đã biết là một viên ngọc quý. Lâm Hàn thấy trên khuôn mặt mẹ nuôi được một chút buồn bã, trong lòng thấy hơi khó hiểu, song chỉ cười nhàn nhạt, mẹ nuôi, mẹ sao vậy, cứ như là sắp sửa sinh ly phỉ phui, phỉ phui. Còn không nhổ nước bọt đi, trước khi ra khỏi nhà mà lại nói những điều không may mắn như vậy. Mẹ thực sự hối hận vì hồi đó Thanh Lâm đi thăm quyến đã không đưa cho nó miếng ngọc này, đó cũng là lần đầu tiên con bé đi chơi xa nhà, còn trước đó thì đều có người lớn đi cùng. Ngay lần đầu mà đã nghĩ tới đứa con gái yêu chết yểu, bà Tố Lan thấy mũi cây xè, nước mắt bắt đầu rơi xuống lâm hàng thấy mẹ nuôi như vậy thì trong lòng cũng thấy xót xa vội vàng lựa lời an ủi con cũng có người đi cùng mà bọn họ có tất cả 10 người kia lâm hàng đưa tay chạm vào miếng ngọc trên ngực vẻ như nghĩ ngợi điều gì mẹ nuôi mẹ yên tâm đi sau này con sẽ chăm sóc tốt cho mẹ và bà đợi đến khi con quay lại mẹ và bà sẽ không phải vất vả nữa đâu chỉ có điều vận số của con ở nhà khi trước cũng không được tốt đẹp lắm, hy vọng là sẽ không mang đến điều gì đen đuổi cho nhà họ Hà. Tiểu Hàng, mẹ không đồng ý khi con nói vậy về bản thân mình đâu. Con biết rồi, mẹ nuôi, mẹ về nghỉ ngơi cho sớm đi. Ừ, con yêu, đi đường may mắn nhé. Chúc ngủ ngon bà tố lan hôn lên trán lâm hàng chút ngủ ngon rồi đứng lên đi về phòng mình trước lúc gặp tụi hoang dạ lâm hàng đột nhiên nhớ đến quý giác nghĩ bụng chắc cô ấy cũng tò mò không kém thế nào cũng muốn đi cùng nói thật ra thì một mình đi cùng với cả đám người mình chưa từng gặp lâm hàng ít nhiều cũng thấy không yên tâm cô và hoang dạ dù có thân quen đến đâu cũng chỉ là quen trên mạng nếu như có quý giác đi cùng dù thế nào thì cũng là có một người bạn ngộ nhỡ có chuyện gì thì còn có một người giúp đỡ nghĩ đến đây đột nhiên lâm hàng thấy rùng mình vỗ vỗ lên đầu mình đang làm sao thế này còn chưa ra khỏi nhà đã nghĩ đến chuyện tồi tệ rồi khi lâm hàng đến cửa hàng hoa của quý giác phát hiện ra người bán hàng là một cô bé từ trước đến nay chưa từng gặp lần nào trong ngoại hình rất xinh xắn khi vừa thấy lâm hàng đã đứng lên chào chị muốn chọn hoa gì ạ à? chị cứ xem đi đều là hàng mới đưa về hôm nay đấy em là ai thế quý giác đâu rồi chị tìm chị quý giác à chị ấy đi tô châu xem hoa rồi phải mấy hôm nữa mới về được chị là lâm hàng đúng không thỉnh thoảng chị quý giác có nhắc đến chị chị ngồi đây để em lấy trà sự lanh lợi của cô bé trong cửa hàng đúng là rất đáng yêu không cần đâu chị đến tìm quý giác thôi phải đi luôn đây đến lúc nào quý giác về em nói với chị ấy chị đến tìm là được bảo là chị đi bình viện bắc thôn nhé được rồi em sẽ nhắn vậy chị về nhé thực ra lâm hàng cũng nghĩ đến việc rủ đường triêu cùng đi song lại nghĩ rằng mình với đường triêu chẳng qua chỉ là bạn bè thông thường hơn nữa cái vẻ lúc nào cũng tỏ ra thần bí của anh khiến cô hơi ngang ngán cuối cùng lâm hàng đành đi một mình đến thượng đảo gặp bọn hoang dạ vì còn vòng qua chỗ quý giác nên mãi tận tối lâm hàng mới đến chỗ hẹn bọn hoang dạ chia thành hai tốp ngồi ở hai bàn dù rằng từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy ảnh của họ bao giờ nhưng lâm hàng vẫn dễ dàng nhận ra hai chiếc bàn cuối cùng sát cửa sổ người nổi bật nhất trong cả tốp có lẽ là hoang dạ thực ra không có gì chứng tỏ điều đó song ngay khoảnh khắc mở cửa bước vào quán lâm hàng đã cảm thấy đó chính là anh ta không phải vì hoang dạ đẹp trai mà là vì phong cách anh mặc một chiếc áo vải lanh màu trắng trông dáng gầy gầy, tóc để hơi dài, che khuất cả đôi mắt và nửa khuôn mặt, ánh mắt có hồn, đôi mắt sâu hút nhìn xuyên qua mái tóc như muốn soi thấu tâm can người khác. Trừ vài người có cùng độ tuổi ra thì mỗi người một lứa khác nhau, song Lâm Hàn cũng không phân biệt nổi ai là ai. Thấy Lâm Hàn đi đến đó, một cô gái xinh xắn mặc chiếc váy liền màu phấn hồng đứng lên trước tiên, mím môi cười, trong khuôn mặt hết sức tinh nghịch, được rồi bây giờ chúng ta để bóng ma linh dạ đoán xem ai là ai nhé lâm hàng còn chưa suy nghĩ gì đã chỉ ngay người con trai mặc áo vải lanh màu trắng mà cô đoán là hoang dạ nói người mặc áo trắng này nhất định là hoang dạ rồi người đó đang cúi đầu nghe thấy lâm hàng nhắc đến mình bèn khẽ hất hất tóc để lộ ra một khuôn mặt thanh thanh nhìn lâm hàng hỏi vì sao lại đoán vậy cảm giác thôi lâm hàng thấy hơi xấu hổ vì bị nhìn chằm chằm như vậy vội vàng kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống qua wow, đại ca lợi hại thật vừa đoán một phát đã trúng liền hai cô gái khác lập tức đồng thanh không dám không dám được rồi được rồi hoang dạ gõ gõ lên bàn ý bảo mọi người im lặng mọi người nhìn mấy nhân viên phục vụ đằng kia đều đang nhìn chúng ta bằng ánh mắt cảnh cáo rồi kia kìa dù sao thì chúng ta cũng đều là người của bóng ma linh dạ để ý đến hình ảnh của mình một chút hoang dạ mỉm cười nhìn lâm hàng anh chàng này có làn da trắng muốt trắng như da trẻ con cảm tưởng nếu đứng ngược sáng sẽ trở nên trong suốt vậy anh ta cũng gầy gò gầy ngang với lâm hàng toàn thân toát ra một vẻ yếu đuối, song phong cách thì trái lại, khiến người ta cảm thấy một sự thoải mái, an toàn. Lâm Hàn cảm thấy hơi mù mịt, nghĩ bụng, rốt cuộc anh ta là dạng người như thế nào nhỉ, sao mình cứ thấy kỳ quái, khác hẳn với những gì mình đã cảm nhận khi chuyện trò qua mạng. Cũng giống như Lâm Hàn, nơi biểu cảm rõ nét nhất của hoang dạ chính là đôi mắt song điểm khác biệt là trong ánh mắt của anh ta dường như có mang một chút gì đó công kích, dường như nếu có ai đó không cẩn trọng đề phòng sẽ bị lột trần ra ngay dưới ánh mắt anh ta vậy. Lâm Hàng ngoảnh đầu đi chỗ khác, không dám nhìn tiếp vào đôi mắt đó nữa. Thế nào, Lâm Hàng, chắc đây là lần đầu tiên gặp các bạn trên mạng phải không? Thấy Lâm Hàng gật đầu, hoang dạ tiếp tục nói, lần đầu tiên gặp bạn mạng người nào cũng đều cảm thấy không mấy thoải mái suy cho cùng thì chuyện trò trên internet cũng vẫn khác biệt trên thực tế phải cần có một thời gian để cho quen phải rồi hay là chúng ta gọi tên thật đi như vậy có thể gần gũi hơn một chút mỗi người tự giới thiệu về mình bắt đầu từ tôi trên linh dạ thì tôi tên hoang dạ còn tên thật là lê hữu đức một cái tên hơi quê là do ông tôi đặt mà Cô gái mặc chiếc váy phấn hồng mạnh dạng đứng lên, nhìn Lâm Hàn nói, đại ca của chúng ta thì không cần phải giới thiệu nữa đúng không? Tất cả mọi người đều biết về chị ấy quá tường tận rồi. Tôi là Tiêu Vũ Trúc, vẫn là cái nick dùng trên mạng. À, chờ một chút, Vũ Trúc lấy chiếc ví màu vàng treo trên lưng ghế, sau đó rút tờ chứng minh thư ra, chỉ tay vào cái tên in trên đó rồi đưa đến trước mặt từng người đây nhìn thấy chưa con bé xấu xí này chính là tôi tôi có một đề nghị tất cả chúng ta lấy chứng minh thư ra cho mọi người cùng xem để xác nhận cho yên tâm được không lâm hàng thẩm tán thành cách làm cẩn trọng của tiêu vũ trúc cũng lấy chứng minh thư trong túi ra để cho mọi người cùng xem ban đầu còn có người này người kia không vừa ý song thấy lâm hàng lấy ra thì không nói gì nữa lần lượt trút chứng minh thư. Đến cả Lê Hữu Đức đã giới thiệu xong rồi cũng bỏ chứng minh thư ra. Cả nhóm 6 nam 4 nữ, số nữ gồm Tiêu Vũ Trúc, Lâm Hàn, Ngô Thục Hoa, Vương Linh, trong đó Thục Hoa và Vương Linh đang học cao học. Số năm gồm Lê Hữu Đức, Tô Thanh, Bùi Vĩ, Lý Quân, Tiền Gia Dũng và Tiêu Khâm. Trong 10 người thì Tiền Gia Dũng nhiều tuổi nhất, lần lượt xếp sau là Bùi Vĩ, Lý Quân, Tiêu Khâm, Lê Hữu Đức, Lâm Hàn, Tiêu Vũ Trúc, Ngô Thục Hoa và Vương Linh. Khi đó, Hữu Đức mới nói với mọi người, Bình Uyển Bắc Thôn nằm ở vùng ngoại ô thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu. Đến Lục Bàn Thủy phải đổi xe đi đến một thị trấn nhỏ, sau đó còn phải đi 3-4 giờ đường núi mới đến được. Ngoài Hữu Đức và Lâm Hàn là người Thượng Hải ra, thì tám người còn lại đều đến từ vùng Chiết Giang. Thế nên tất cả thỏa thuận ở lại Thượng Hải một đêm, để Hữu Đức và Lâm Hàng đưa đi chơi quanh thành phố, đến trưa ngày hôm sau sẽ lên đường. Chiều hôm sau tất cả đáp máy bay đến Quý Dương, sau đó lại đi xe khách đường dài hơn 4 tiếng đồng hồ mới tới được lục bàn thủy đến được nơi cả 10 người đều mệt đến mức không nhấc nổi chân nữa, đương nhiên không thể nào đi tiếp, đành phải ở lại thành phố đó một đêm. Cả bọn tìm được một quán trọ giá tương đối phải chăng, thuê ba phòng, con trai thì chia đôi còn con gái ở chung một phòng, Lâm Hàng và Vũ Trúc trải nệm nằm dưới sàn. Không phải là để tiết kiệm tiền, mà Vương Linh và Thục Hoa nhát gan, lần đầu tiên đi xa nhà nên nói thế nào cũng không dám ở riêng phòng. Đi suốt một ngày mệt nhoài, Lâm Hàn cảm thấy xương cốt toàn thân sắp rời ra đến nơi, tắm rửa xong, đặt lưng xuống là ngủ ngay. Không biết ngủ được bao lâu, trong giấc ngủ mơ màng, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc hu hu vẳng đến. Nửa đêm thanh vắng thế này sao lại có tiếng khóc ở đây? lâm hàng đột nhiên nhớ ra có hai cô bé nhát gan vương linh và thục hoa nghe thấy tiếng khóc này chắc họ sợ chết khiếp nghĩ vậy bèn gọi hai tiếng vương linh thục hoa tiếng khóc đó đột nhiên biến mất vì buồn ngủ quá lâm Hàn trở mình một cái rồi ngủ tiếp song chưa được bao lâu tiếng khóc lại vang lên ngắt quãng thậm chí mỗi lúc một lớn hơn giống hệt như đang ở bên tai vậy Lâm Hàn giật mình ngồi bật dậy, túng chăn lại rồi đá sang bên cạnh, còn không để cho người ta ngủ hay sao, cái nhà trọ quỷ sứ này. Vừa nói cô vừa đúng lên mò mẫm bật đèn. Đèn sáng lên, Lâm Hàn liền thấy Vương Linh và Thục Hoa ngồi co rúng ở một góc tường, vẫn chưa thôi thúc thích. Nghĩ bọn họ chắc khó chịu ở đâu trong người, cô bèn đưa tay ra sợ trán cả hai, có sốt đâu hai đứa em làm sao thế? Chị ơi, bọn em muốn về nhà, hu hu, em sợ lắm, Vương Linh ngẩn mặt lên, nhìn Lâm Hàng với vẻ hết sức đáng thương. Lâm Hàng nghe thấy vậy vừa tức vừa buồn cười, vậy sáng mai chị bảo Hữu Đức đưa bọn em ra bến xe, sau đó bọn em đi Quý Dương rồi đi máy bay về được không? Không, có sợ em cũng phải đi, ngô thục hoa quệt nước mắt đi rồi phản đối thấy thuộc hoa nói vậy vương linh cũng gật gật đầu tỏ ý sẽ không từ bỏ vậy thì bây giờ ngủ đi chúng ta có mười người cơ mà sợ cái gì lâm hàng bất lực lắc lắc đầu dỗ dành cho hai cô gái đó ngủ xong liền tắt đèn rồi nằm xuống lâm hàng vốn không phải là người dễ ngủ nay lại phải dậy giữa chừng để dỗ dành người khác nên cơn buồn ngủ biến đi đâu hết sạch Ngày hôm sau Lâm Hàn kể lại chuyện đó với Hữu Đức, song Hữu Đức không tỏ thái độ gì, vẫn gọi tất cả mọi người lên đường như không có chuyện gì xảy ra. Bọn họ bắt xe từ lục bàn thủy đi hơn một giờ đồng hồ mới đến một thị trấn nhỏ. Vì Bình Nguyễn Bắc Thôn nằm trong vùng núi, không có đường ô tô nên chặn tiếp theo bắt buộc phải đi bộ. Ngoài hữu đức ra thì chính người còn lại chưa từng có kinh nghiệm leo núi, dọc đường liên tục ngã sắp ngã ngửa, may mà hữu đức để ý đề phòng nên mới không có tai nạn nào xảy ra. Khi đó Lâm Hàng mới nhận ra Hữu Đức là một người ân cần chu đáo hệt như hoang dạ thể hiện trên mạng, thế nên ký ức không ngừng quay trở lại, khiến cảm giác xa là dần dần biến mất. Hết chương 5 Bạn đang nghe truyện của Hảo Hảo Pô Cát, mời bạn nghe tiếp. Chương 6, Hàng Dơi ở Bình Viễn Bắc Thôn Khi cả nhóm tới được Bình Viễn Bắc Thôn thì bóng tối đã bao trùm khắp cả bầu trời, ánh đèn vạn vọt lát đác xuất hiện trên mấy sườn núi kế tiếp nhau. Trong bóng tối tịch mịch, thản hoặc có giọng nữ cao vút lên mắng trẻ hay gọi chồng, kèm theo tiếng kêu của gia súc nuôi trong nhà, khiến ngôi làng vắng lặng thêm được mấy phần sinh động. Đi bộ đường núi suốt 4 giờ liền, mò mẫm leo trèo, tất cả mọi người đều dính đầy cát bụi. Nghe Hữu Đức nói đã đến nơi, ai nấy đều mừng rỡ, ngồi cả xuống một trìa ruộng nghỉ ngơi. Nơi chúng ta sẽ ở nằm phía bên kia sườn núi, không có điện đâu, thế nên đứng đây không nhìn thấy, Lê Hữu Đức giơ bó đuốc về phía đối diện, nửa sườn núi quả nhiên chìm trong bóng tối mịt mù. Ngô thuộc hoa rùng mình, nhìn về phía đó, trao mày lại, chúng ta sẽ ở cái chỗ kinh khủng đó à. Câu nói đó lập tức gây ra sao động trong cả nhóm, không chỉ có mình thuộc hoa mà mấy người đàn ông cũng bắt đầu to nhỏ kêu ca. Toàn những người sống ở thành phố lớn dưới đồng bằng nên không thể nào tưởng tượng được ra lại có một nơi nghèo xác sơ như Bình Nguyễn Bắc Thôn không khỏi hối hận vì quyết định bồng bột trước đó của mình ngay cả lâm hàng khi đó cũng thấy những nỗi bất an trỗi dậy trong lòng nói cho cùng thì cô cũng đã biết gì nhiều về lê hữu đức đâu ngoài việc biết anh ta có nít hoang dạ trên trang bóng ma linh dạ ra thì anh ta sống ở đâu làm nghề gì cô đều không biết dù rằng cũng đã xem chứng minh thư nhưng tờ giấy đó giả hay thật thì ai khẳng định được đây Hiện giờ đến một nơi núi non vắng vẻ hoang sơ thế này, nhỡ ra có chuyện gì thì sao? Nghĩ đến đó, Lâm Hàn cũng bất giác trùng mình, đưa bó đuốc trong tay lên cao hơn, quay đầu sang nhìn Lê Hữu Đức khi đó đang đứng xoay nghiêng, nhìn mê mải về sườn núi trước mặt, cứ như đó không phải là một sườn núi tối thui mà là người tình lâu ngày anh ta không gặp vậy. Chắc là cảm nhận được cái nhìn của Lâm Hàn, Hữu Đức thu ánh mắt về, quay đầu sang nhìn cô song vẻ thiết tha trong mắt vẫn chưa tan biến hết ánh mắt đó quá là mê hoặc lòng người khiến không ai cưỡng lại nổi lâm hàng bị cái nhìn đó làm cho hoảng hốt muốn tránh đi nhưng lòng lại tham lam không nỡ dứt vẻ thiết tha dịu dàng đó cuối cùng cứ đứng ngẩn ra nhìn lại anh ta đến lúc hữu đức lên tiếng cô mới giật mình bừng tỉnh biết chỗ đó là gì không Lê Hữu Đức hỏi, tuy nhiên không có ý chờ Lâm Hàng trả lời mà lập tức nó tiếp luôn, đó là nhà bố nuôi tôi. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, gia đình tôi là gia đình suy nhất khác họ ở trong thôn này, thế nên sau khi bố mẹ tôi qua đời, tôi chỉ còn có một mình lang thang đầu đường xó chợ, đói thì đi đào trộm khoai, sẵn của dân làng mang lên núi đốt lửa nướng ăn. Người dân ở đây đều ghét tôi, chỉ có mình gia đình đó không như vậy sau này ông ấy đã đưa tôi về nhà nuôi thực ra nhà ông ấy cũng chẳng sung túc gì lại còn có hai đứa con một trai một gái nữa ông ấy đối xử với tôi như con đẻ còn cho tôi đi học sau này tôi tốt nghiệp thì ông ấy qua đời vợ ông ấy cũng qua đời để lại ba đứa chúng tôi ký ức đau buồn tắc nghẹn nơi cổ họng hữu đức dùng lại toàn thân chìm đắm trong một nỗi đau không thể gọi thành tên. Tất cả mọi người đều yên lặng, cảm thấy hơi lạnh lạnh trong lòng. Không ai ngờ Bình Nguyễn Bắc Thôn lại là quê hương của Hữu Đức, càng không ai nghĩ anh ta lại có một ký ức nặng nề như vậy. Ai nấy đều muốn nghe Hữu Đức kể tiếp, song cũng đều biết chắc là đoạn sau của câu chuyện sẽ càng buồn thảm hơn. Im lặng một lúc lâu, tâm trạng của hữu đức dường như cũng đã bình tĩnh lại khi đó bó đuốc có trong tay mỗi người đều đã cháy hết trong bóng tối mịt mùng chỉ nghe thấy tiếng anh ta đều đều nói tôi những tưởng ba người chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau vừa nghe thấy câu nói đó lâm hàng đã thấy lòng mình chấn động đột nhiên hiểu được vì sao trong mắt anh ta lại thấm đẫm nỗi buồn thương nó không đơn giản chỉ là nỗi đau mất mát người thân mà chắc chắn sau khi mất đi cha mẹ nuôi anh ta lại bị người trong thôn khinh bỉ quả nhiên câu chuyện tiếp theo của hữu đức đã chứng thực suy đoán của lâm hàng khi đó người trong thôn đều nói nhà chúng tôi mang điềm xấu chỉ có duy nhất một bà lão chịu qua lại với mấy anh em đương nhiên vì bà ấy cũng chỉ có một mình hiện giờ bà ấy đang sống trong căn nhà của bố mẹ nuôi tôi đã rất lâu rồi tôi chưa về thăm bà giờ đây chỉ còn hai bà cháu chúng tôi với nhau căn nhà càng hoang vắng hơn bao giờ hết lâm hàng nghĩ bụng vừa rồi chẳng phải là nó có ba anh em hay sao thêm một bà lão nữa thì phải là bốn chứ sao lại chỉ còn có hai người song đương nhiên là cô không dám hỏi vặn vào lúc này thường thì khi người ta đã cố ý giấu đi không nói thì chắc đó phải là một chuyện đau buồn không thể nói ra trong lòng mỗi người khi đó đều không thấy sợ hãi nữa mà chỉ còn lại sự nặng nề. Giữa bóng tối đen ngòm, chỉ nghe thấy tiếng hữu đức cột lại đuốc của mọi người rồi đưa vào tay mấy đứa con gái, phải cần đến đuốc rồi. Mọi người đi mau thôi, tôi rất quen đường ở đây, cứ bám sát theo tôi không sợ lạc đâu. Cỏ khô cháy rất nhanh, lại thêm gió núi vù vù nên chưa tới nơi thì đuốc đã tắt. Đoạn đường tiếp theo Lê Hữu Đức đi đầu, tất cả những người còn lại xếp hàng một bám chặt lấy tay nhau đi theo sau, chỗ nào có rảnh nước, chỗ nào có gờ ruộng Hữu Đức đều cảnh báo trước nên suốt dọc đường cũng không ai bị vấp váp gì. Vừa vào đến sân nhà, Hữu Đức đã đi thẳng đến chân tường hết sức thành thạo rồi lấy ra một cây đèn dầu. Đó là một cây đèn kiểu cũ, vẫn dùng thông phong bằng thủy tinh. Chiếc thông phòng đã bị mùi làm cho ám khói đen. Không biết vì bất hơi ngắn hay vì không đủ dầu nên chỉ phát ra thứ ánh sáng le lói, cố gắng lắm mới có thể nhìn thấy phía trước mắt chừng hai bước. Ngô Thục Hoa đứng bên cạnh Lâm Hàng thì thầm, không ngờ là kiếp này em lại có thể nhìn thấy chiếc đèn dầu vốn chỉ xuất hiện trên TV. Lâm Hàng chỉ nhìn bộ dạng của anh Hữu Đức xem, trông giống hệt con ma. Lâm Hàng nghe thấy vậy sợ phát khiếp, thấp giọng mắng thuộc hoa, tắt lửa tối đèn thế này em còn nói linh tinh cái gì nữa hả? Trách ngô thuộc hoa như vậy, nhưng cô không thể không nhìn về phía hữu đức, ánh đèn dù yếu ớt xong vẫn đủ để cô nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Da hữu đức vốn đã trắng muốt, được ánh đèn mờ mờ chiếu vào trong lại càng trắng đến rợn người. Nhìn thoáng qua quả thực giống hệt một hồn ma kẹt cả tóc còn chưa đi đến nơi đã thấy cánh cửa mở ra tiếp đó một cánh tay da nhăn nheo già dạ cỗi thò ra giơ cao một chiếc đèn dầu với ngọn lửa sáng hơn chiếc đèn mà hữu đức cầm nhiều đó vẫn là cây đèn dầu có thông phong thủy tinh kiểu cũ song mới hơn so với chiếc đèn của hữu đức trong bóng vẫn còn sáng choang khù khù người cầm chiếc đèn ho hai tiếng sau đó mới lập cập đi ra một bà cụ già tới mức không thể già hơn trên người mặc một chiếc áo dài vải xám lưng còng gập tay bám vào cánh cửa từ từ ngẩng lên bà cụ rất gầy vì gầy nên trông càng già hơn gầy tới nỗi trong khuôn mặt chỉ như hộp sọ được bọc một tờ giấy bên ngoài đôi mắt mờ đục lõm sâu vào trong tròng mắt bà cụ đưa bàn tay không cầm đèn về phía hữu đức đôi môi khô khốc liên tục mấp máy Mãi lâu sau mới cất được thành lợi, là hữu đức về đấy à? Vâng, bà ơi, cháu hữu đức đây, cháu về thăm bà đây. Bà đi chậm thôi. Hữu đức đưa chiếc đèn đang cầm cho Lâm Hàng rồi vội vàng đỡ lấy bà cụ, sau đó quay sang nói với cả bọn, mọi người cũng vào cả đi. Bên trong gian nhà dù tuần toàn nhưng được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp ở giữa nhà có một chậu thang trên tấm ván gỗ đã xếp đầy khoai tây nướng mùi khoai thơm lựng lan tỏa trong không khí bà cụ chỉ nhìn hữu đức hệt như xung quanh không còn ai khác nói đi nói lại hữu đức cháu gầy đi đấy ngọc ngọc đâu rồi vì sao nó không về cùng cháu bà ơi cháu có gầy đâu cháu vẫn ổn mà ngọc ngọc bận lắm Cô ấy không có thời gian để về, nhưng cô ấy bảo cháu mang quà về biếu bà đây. Hoang dạ nói rồi lấy trong chiếc ba lô mang theo một gói đồ được bọc kín đưa cho bà cụ. Những thứ này đều do Ngọc Ngọc mua cả, bà mang cất đi. Ê, bà cụ cầm lấy gói đồ, Hữu Đức bèn dìu bà đi vào phòng trong. Đêm hôm đó, Hữu Đức dọn dẹp thêm bốn gian phòng liền kệ, tụi đàn ông ở hai gian, bọn con gái hai giang lâm hàng ngủ cùng với thục hoa vũ trúc cùng phòng vương linh đêm hôm đó không xảy ra chuyện gì ngày hôm sau ăn trưa xong hữu đức đưa cả bọn đi dạo quanh thôn tất cả người dân sống ở bình viễn bắc thôn đều mang họ tống về điểm này thì hoàn toàn đúng như cô viết trong cuốn tiểu thuyết của mình dù rằng lâm hàng đương nhiên không viết tên hai anh em tống tử minh ra nhìn thấy hữu đức người lớn trong thôn chào hỏi nhạt nhẽo nhìn là thấy ngay anh ta không hề được họ đón chào trái lại mấy đứa trẻ con thì vì bỗng nhiên trông thấy nhiều người lạ như vậy nên bám theo sau cả một hàng dài thì thà thào bàn tán cái này cái nọ cả thôn chỉ có mỗi mình nhà hữu đức là không có điện anh ta nói vì mình đi vắng quanh năm còn bà thì lại không quen dụng điện nên mới không kéo dây về ở giữa thôn có một cái giếng nước lộ thiên rất lớn, khi nghe Hữu Đức nói tất cả mọi người trong thôn đều ăn uống bằng nước giếng này, bọn Vương Linh ồ à rồi nhất loạt chạy tới xem. Chỉ có mình Lâm Hàn không theo đến đó, cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi Hữu Đức. Hữu Đức dường như cũng đoán ra điều đó nên quay sang nhìn cô, sau đó hỏi, chắc chắn cô rất tò mò không hiểu Ngọc Ngọc là ai có phải không? Thấy Lâm Hàn gật đầu, anh ta nói tiếp ngọc ngọc là con gái bố mẹ nuôi tôi đã chết cách đây một năm rưỡi vì ung thư dạ dày trước đó lúc em trai cô ấy qua đời bà biết chuyện đã đau lòng rất lâu lại còn ốm nặng một trận nữa thế nên tôi không muốn nói chuyện ngọc ngọc đã mất với bà bà đã già lắm rồi giấu được thì cứ giấu thôi lâm hàng nghe thấy vậy mím môi im lặng hồi lâu cũng không hiểu vì sao mà đột nhiên cô cảm thấy tim mình nghẹn lại đến mức phát sợ. Bèn buộc miệng hỏi, vậy anh có biết vì sao tôi lại viết cuốn truyện đó không? Địa danh này liệu có phải do tôi vô tình đặt ra không? Tôi tin là không phải, cô đã viết ra thì chắc chắn phải có liên quan gì đó với nơi này, có liên quan gì đó tới nhà họ Tống, cụ thể là liên quan tới nhà nào thì tôi không biết, nhưng tôi biết chắc chắn chính là thôn này tuy nhiên tôi phải cảnh báo cô đừng tưởng là có thể khai thác được điều gì ở đây đừng có đi gây chuyện với bọn họ đây đều là những người dân hoang dã không văn minh một chút nào đâu trong nhận thức của bọn họ lời nói của tộc trưởng chính là pháp luật có rất nhiều chuyện chúng ta không nên xen vào cũng không thể nào kiểm soát được hữu đức nói xong liền đi về phía bọn vương linh tôi không tin lâm hàng hét với theo sau hữu đức vậy thì cô có thể thử xem hữu đức dừng chân song vẫn không quay đầu lại thực ra lâm hàng cũng không có ý định đi tìm hiểu một bí mật nào đó ở đây lẽ nào lại đi điều tra nhân thân của hai anh em họ tống kia à bọn họ chết đã lâu như vậy rồi nếu như kết quả điều tra ra khác với những gì mà lão phu nhân đã kể thì đã làm sao cô muốn đến đây chẳng qua là vì muốn xem qua nơi này chỉ vậy thôi chỉ có điều những lời nói của hữu đức đã vô cùng kích động cô anh ta dựa vào cái gì mà ngờ vực cô vô căn cứ như vậy lâm hàng mỗi lúc một tức hơn mấy ngày sau đó cô cũng không buồn để ý đến hữu đức nữa hữu đức thì vẫn làm ra vẻ như không có bất cứ chuyện gì ban ngày đều dẫn bọn họ đi lên núi lấy trứng chim Súng sông bắt cá, có hôm buổi tối còn mượn một khẩu súng săn kiểu cũ, đi bắn thỏ rừng đến muộn mới về. Đó đều là những việc mà tụi thanh niên sống ở thành phố chưa từng được trải nghiệm, thế nên ai nấy đều vô cùng phấn khích. Ngay cả vương linh nhát gan cũng thôi không đòi về nhà nữa. Ngôi nhà của Hữu Đức rất rộng, ngoài phòng lớn ở chính giữa thì hai bên có hai căn nhà năm giang. Một bên gạch cũ một bên gạch mới, hai bên đầu hồi đều có chuồng lợn và nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây rất giản đơn, chỉ dùng mấy tấm gỗ cũ quay lại, sau đó lấy nửa miếng bao tải cũ màu nâu xỉn làm cửa. Hữu Đức nói ngôi nhà này trước đây chỉ có phần bên gạch cũ, đến khi nhận anh ta về nuôi, bố mẹ nuôi đã xây thêm căn nhà gạch năm gian mới xem ra người nhà này thực sự coi hữu đức là con trai của họ đối với đám con gái mà nói thì bất tiện nhất là chuyện tắm rửa hàng ngày mỗi khi trời vừa tối là cả bọn lập tức phải dùng chiếc nồi sắt lớn trong bếp đun nước nóng sau đó thay phiên nhau tắm riêng bọn đàn ông thì cứ mặc mỗi một chiếc quần đùi rồi ra bờ giếng múc nước dội ầm ầm là xong hôm đó khi mặt trời sắp khuất sau lưng núi lâm hàng nằm trên chiếc ghế bập bên trong sân nhìn những tia nắng cuối ngày qua kẻ ngón tay thì hữu đức cầm một cuốn sách từ trong nhà đi ra lâm hàng quay đầu sang nhìn một cái song không để ý tới anh ta cô đã từng thấy dơi chưa câu hỏi của hữu đức khiến lâm hàng phải buông tay xuống khi quay đầu sang nhìn lần nữa thì thấy cuốn sách anh ta đang cầm trong tay chính là quyển thư tuyệt mệnh mà mình đã tặng chợt nhớ ra tình tiết trong đó bèn gật đầu vậy có muốn đi xem dơi ở bình Nguyễn bắc thôn không lời nói của hữu đức đầu sự mê hoặc khiến lâm hàng còn chưa kịp nghĩ ngợi gì đã gật đầu đương nhiên là những người đi không chỉ có lâm hàng và hữu đức tất cả không thiếu một ai đều nhất loạt đi theo hữu đức đến hang dơi sau núi hang dơi là một hang đá nằm khuất dưới rừng thông chỉ cao chừng một đầu người cửa hang được bao phủ bởi một lớp rêu xanh rì vừa bước đến gần cửa hang một mùi tanh nồng nặc đã ập vào mũi hữu đức nhặt một cành thông ở cửa hang làm thành cây đuốc anh ta đi đầu vừa đi vừa giải thích với cả bọn theo tôi nhớ thì cái hang này đã có từ rất lâu rồi khi tôi còn nhỏ xíu hồi tôi còn sống lang bạc có lần mưa to không biết trốn vào đâu đã chui vào đây vừa ngồi xuống thì thấy dưới mông có thứ gì đó mềm mềm lại còn kêu lên rinh rít còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị nó cắn vào mông tiếp đó là cả một đàn dơi nhiều kinh khủng rào rào lao xuống từ trần hang tôi sợ đến mức không còn nghĩ đến mưa gió lao vội ra ngoài á à, vương linh chợt kêu ré lên mọi người còn đang tưởng cô ấy bị làm sao song vương linh nhăn nhó mặt mày cầu khẩn vậy thì chúng ta đừng vào trong đó có được không nếu không thì sợ lắm chúng ta đến đây chơi biết rằng có một địa danh như vậy là được rồi lẽ nào còn phải trải nghiệm thực sự cái này cái kia nữa mấy anh chị không cảm thấy đáng sợ à chúng ta đã tìm thấy ngôi làng trong tiểu thuyết của lâm hàng cũng đã tìm được những con dơi mà chị ấy viết nếu như cứ tiếp tục lẽ nào định diễn lại một lượt tất cả những tình tiết có trong chuyện đó chỉ là xem hang dơi thôi mà chúng ta có mười người lẽ nào lại sợ mấy con dơi bé xíu tiêu khâm liếc nhìn vương linh một cái con người anh ta vốn trầm lặng trên suốt dọc đường gần như không thấy nói chuyện bao giờ song hình như anh ta rất không thích vương linh nên khoái việc đấu khẩu với cô ấy đặc biệt là khi thấy vương linh tỏ ra sợ sệt một thứ gì. Tiêu khâm nhặt một cành thông, vặt bỏ hết lá và cành nhỏ, sau đó dùng cành cây trơ trụi gõ lên lớp treo xanh ở cửa hang, tôi sẽ bắt hai con đem về làm tiêu bản. Nếu đã sợ thì ngay từ hồi đầu đừng có đi, sợ tới mức gần như tè ra quần như vậy, không hiểu khi trước ai đã lên bóng ma linh dạ huênh hoang rằng mình rất bạo gan lá gan bằng cái móng tay mà cũng gọi là to hả? Đúng là thấy người ta nói hay cũng vỗ đùi khen phải. Vương Linh bị tiêu khâm mỉa mai trước mặt người khác, giận tới mức trung bắn lên, nghiến chặt răng rồi nhìn anh ta như muốn ăn tươi, ai nói là tôi sợ. Để đó tôi sẽ vào cho anh xem. Khúc gỗ mà hôm nay cũng lên tiếng nói nhiều như vậy, hóa ra là một dạng người mập mờ khó hiểu muốn trở nên nổi bật chắc. Không có, vừa nói, Vương Linh vừa giành lấy cây đuốc trong tay Hữu Đức rồi cúi xuống chui thẳng vào trong. Vương Linh, hãy lui ra đã. Hữu Đức giật lấy cành cây trong tay tiêu khâm rồi vội vàng không lưng chui vào. Những người còn lại đều ngẩn cả ra, ngấm ngầm cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ, dường như có điều gì đó sắp sửa xảy ra, nhất là tiêu khâm, anh ta cảm thấy vô cùng hối hận nhất là không nên nói như vậy với vương linh suy cho cùng thì cô ấy cũng vẫn chỉ là một cô gái còn ít tuổi anh ta cũng vội vàng cúi xuống định chui vào trong hang nhưng bị lâm hàng ngăn lại anh gây ra chuyện như vậy còn chưa đủ hay sao tiêu khâm nghe lâm hàng nói bèn hậm hực quay ra gần như ngay sau đó trong hang vang lên tiếng kêu thét của vương linh tám người vội vàng nhạo tới sát cửa hang gọi tên vương linh và hữu đức tiếng kêu ngừng lại sau đó là những tiếng vù vù vỗ cánh của loài động vật âm thanh này vô cùng quen thuộc với lâm hàng vì cô đã từng nghe thấy trong gian phòng gác mái ở nhà họ hà cô vội vàng gạt tiêu vũ trúc và thục hoa đang đứng trước cửa hang ra mau tránh ra đi dời đấy cả bọn lùi lại đằng sau mấy bước lập tức trông thấy hữu đức ôm vương linh lao ra. Hai người đó bị bọn dơi bám dày đặt xung quanh. Lâm Hàng nhanh chóng bẻ một cành thông rồi lao đến chỗ hữu đức, ra sức đánh đuổi bọn dơi bám trên người anh ta. Mấy người còn lại thấy vậy cũng xông lên giúp đỡ. Phải khó khăn lắm mới xua hết được bọn dơi đi, nhìn ra thấy trên mặt hữu đức có mấy vết thương nhỏ đang rỉ máu tươi, còn bàn tay thì không biết bị thứ gì đó xé rách, cả lòng bàn tay lẫn mu tay đều đang rịn máu. Trái lại vương linh được anh ta ôm trong lòng thì không bị một vết thương nào, chắc là vì sợ quá nên ngất đi thôi. Tất cả vội vàng chăm sóc cho hai người đó, đột nhiên nghe thấy tiêu khâm nói, mẹ kiếp, tao cho mày bay. Liền ngay sau đó là tiếng kiếp tất cả quay đầu lại chỉ thấy dưới chân tiêu khâm là một con dơi đã bị anh ta giẫm bẹp dí, hai cái cánh vẫn cố sức duỗi ra, khẽ rung lên trong gió. Con dơi cuối cùng chịu chết cứng, hai cánh vẫn nguyên trong tư thế duỗi dài. Lâm Hàng đột nhiên cảm thấy đôi cánh gấp khúc đang duỗi ra đó khi hợp lại với cái đầu bị giẫm bụt trong giống hệt một chữ cái, V đúc. Đồ ngu, tiêu khâm nhấc chân lên, đã văng cái xác con dơi ra xa. Vũ Trúc lường anh ta một cái, hoàn toàn không khách sáo, anh thật đáng ghê tởm. Khi đó Vương Linh đang chết ngất dần dần tỉnh lại, vừa nhìn thấy Lâm Hàn đã hòa một tiếng rồi bật lên khóc. Tối hôm đó, Hữu Đức tránh mặt mọi người, kể riêng cho Lâm Hàn nghe chuyện gì đã xảy ra trong hang khi ấy. Lúc Hữu Đức đuổi theo định kéo Vương Linh ra ngoài, đột nhiên bị cô ấy đẩy ra tay đập mạnh vào vách hang nên mới bị toạt ra như vậy âm thanh đánh thức bọn dơi trong hang chúng bèn nhằm vào hai người lao xuống vương linh chưa bao giờ thấy cảnh tượng kinh hoàng đó nên sợ quá ngất đi luôn sự việc ở hang dơi khiến cho mấy ngày êm ả bị khuấy động đôi chút còn tâm trạng của tiêu khâm thì hết sức khác thường trên đường về anh ta chỉ nói đến các phương án làm thế nào tiêu diệt hết đàn dơi. Ngoài hữu đức ra, thì mấy người con trai còn lại bị tiêu khâm xúi dục nên đều muốn thử. Còn chưa kịp hành động gì thì đêm hôm đó đã xảy ra sự cố. Hết chương 6 Nếu bạn cảm thấy hay, vui lòng nhấn đăng ký, like và share cho mình nhé!